Kính chào quý vị, chúc một ngày tốt đẹp. Hôm nay lớp nhạc Hà Trắng hân hạnh được đón tiếp anh Dũng và chị Tuyết Phương đã đến ủng hộ mùa Covid, giúp cho lớp nhạc bền vững để dạy học cho trẻ em và mọi người. Hôm nay anh chị sẽ gửi chúng ta nhạc phẩm Niệm Khúc Cuối của Ngô Thị Miên. Cảm ơn anh Dũng đã trả rất nhiều. Kính chúc cả nhà vui khỏe hạnh phúc, mọi người bình an. Cảm ơn.